Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Thì trong bây giờ trước của chúng ta là chúng ta đã tìm hiểu cái default error page đúng nhỉ? Page à? Page, page nhá, page, page. Rồi. Thì ở trong video trước là chúng ta tìm hiểu rồi đúng không? Thì ở trong video này chúng ta đã sang cái phần mới là chúng ta sẽ tìm hiểu về component. Đấy, nghe component. Được rồi. Thì để mà cái component trong Next thì liệu là nó có khác gì với thằng Vue.js không? Thì câu trả lời là có hoặc không. Tại sao lại thế? Vì có là nó sẽ cải tiến thêm một chút, còn không bởi vì sao? Bởi vì là những cái của Vue thì thằng Next đều có. Đấy, được chưa nhỉ? Rồi. Thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá, là chúng ta sẽ làm việc với normal component, tức là chúng ta làm việc bình thường với component như thế nào, một cái component bình thường như nào. Ok. Thì bây giờ để mà tạo cái component thì ở trong này chúng ta đang có, mình sẽ đóng hết tất cả đi. Thì đây mọi người sẽ thấy là trong cái phần index này của chúng ta là đang có header này đúng không? Header này. À, trong index của chúng ta có phần này đúng không? Nó có mới có div. Thì như vậy trong phần index này mình có thêm đấy là div như này đi, chấm à không, div này, ok, thì ở đây sẽ có đây là homepage như là hi. Được chưa? Như vậy thì ở đây mình muốn là mình về trang chủ nhá. Đây thì mọi thấy homepage is here đúng không? Mình muốn là khi vào deck này thì vẫn có cái menu kia đúng không? Như vậy mình sẽ chuyển cái header này trở thành một component được nhá. Thế đây mình sẽ chỉ mọi người luôn một cách mà mình hay quản lý ở trong cái Next. Đấy là mở trong chúng ta sẽ tạo trong component. Nhớ này, chúng ta tạo trong component và mình sẽ tạo folder tên là header. Và mọi chú ý cho mình nhá. Component viết hoa hết tất cả trước cái đầu cho mình. Header. Nên như thế cho mình để cho lần sau chúng ta sẽ biết rằng là à cái file trước cái đầu hoa chính là những cái file component này nhá. Còn những cái file còn lại chính là file view, chính là page ấy này nhá. Rồi thì trong này chúng ta sẽ có default. Thì chúng ta sẽ có là default header đúng không nha? Thì mọi người có thể tạo như thế cho mình default header.view. Rồi, trong này mình sẽ copy cái à copy rồi. Cho ở đây à template đã nha. Ok. Sau đấy thì mình viết thêm style tí cho nó đỡ bị ấy, cho nó đỡ bị đến đỡ bị gọi là gì chơ đúng không nha? Ok, trong này chúng ta sẽ có display bằng flag đúng không nhỉ? Đấy. Trong này chúng ta sẽ có là UL sẽ bằng là margin sẽ bằng là không này. Padding sẽ bằng không. List. Mọi chú ý là code mấy cái phần danh sách này mọi người nên là để cho mình là nên viết theo thứ tự alphabet cho mình là MP. Đấy kiểu thế. Rất là hay đấy vào mọi người nhá. Ok. Bây giờ là mình ra ngoài xem trang chủ đâu. Ok, trang chủ giờ không còn đúng không? À, bây giờ chúng ta nhiều bạn đến đây ấy, còn nếu mà không đọc đáp các bạn sẽ nghĩ là chắc là nó cũng giống paste. Đấy, đấy là mình cứ tạo ở đây thì mình ở trong kia mình gọi component là được đúng không? Đây giả dụ như là mình vào trong 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 home trong phần home chẳng hạn đi. Đấy, trong phần home. Đấy. Đấy, sau đó là mình tự viết vào đây. Ví dụ như là default header chẳng hạn. Đây. À, là nó nhận đúng không? Đây chẳng hạn như thế, ra ngoài thử. Đấy. Đúng không? Đây. Reload lại thì không có đâu nha. Cái folder component thì nó không có tính năng auto generate đâu, nên là chúng ta đều phải tự làm cả. Được chưa? Đấy. Rồi, thế vậy thì ở đây rất đơn giản thôi, mình sẽ tạo một script rồi mình sẽ import vào như bình thường đấy nhỉ, như view. Nhưng mà tại vì ở đây chúng ta cần là ở phần layout nhá. Nên đây chúng ta sẽ vào trong default layout. Mình sẽ viết cái script của chúng ta ở đây. Đấy nhỉ, và export default. Đấy. Và trên này chúng ta sẽ có import sẽ là default header đúng nhỉ, from. Thì đây có một cái đấy là mình sử dụng ký tự A còng. Đấy, sau đó mình cách nó sẽ gợi ý đấy, đúng nhỉ? Thì vào trong component này. Đấy, chúng ta sẽ vào phần header. Gợi ý default header, ok. Trong này mình sẽ import component. Default header, ok. Trên này mình cũng sẽ chọn đó là default header. Đấy. Ok. Đấy nha.
Rồi, thì giờ mình sẽ ra ngoài mình xem nhá. Rồi, giờ chúng ta thử reload lại. Đấy, như vậy là chúng ta đã có được một cái homepage is here rồi đúng không? Đấy, ngon lành cành đào nhỉ? Đấy, ngon không? Đấy, thế bây giờ ở đây mình sẽ ép một chút cho nó đẹp. Đấy, như vậy là chúng ta đã xong được một cái component rồi đấy. Default header đúng không? Mình sẽ có phần header này. Header không phải display flag. Sorry mọi người. Background. Đấy, background sẽ bằng là 000 này. Đấy, color sẽ bằng là FFF đúng không? Hay sẽ bằng là 60 pixel đi. Đúng nhỉ? Đấy. Rồi, chữ UL này của mình mới là display một flex này. Ok. Và để mà cho nó ok một chút thì cái align item đấy, mình sẽ để là just là z đúng không? Nên sẽ là trước just content sẽ là center. Ok, bây giờ mình ra ngoài thử. Ok, như vậy chúng ta đã có được một cái ngon lành cành đào ấy nhỉ? Note nhỉ? Ở đây chúng ta có align item. Sorry mọi người. Mọi sẽ thấy ở đây ấy, là viết nó hơi mất thời gian một chút bởi vì mình viết alphabet nhưng mà cái lúc chúng ta bảo trì code ấy, thì cực hay, đều nhỉ? Rồi, chỗ phần li này của chúng ta ấy, thì sẽ có đấy là margin của hai bên trên dưới sẽ là 0. Còn trái phải sẽ là 1,5 rem. Ok. Thì đây mọi người sẽ thấy ở đây này là cái chỗ phần nhiều người ấy. Ở đây chẳng nhẽ mình dạy nó cả này. Nhưng mà ở đây thì header chúng ta lại có thêm navbar đúng nhỉ? Thì cái navbar này của chúng ta nó đang không có cái độ dài của đi kèm ấy. Nên ở đây chúng ta sẽ cần đây chúng ta cần là navbar. Height của chúng ta cũng sẽ bằng là 60 pixel đúng nhỉ? Đấy, thì giờ mọi người sẽ thấy là cái navbar của chúng ta đã được nhưng mà UL chúng ta cũng không được đúng nhỉ? Đấy. Ở đây mọi người nhá, mọi người đây mọi người sẽ thấy một cái như này rất là hay này, inherit đúng không? Đấy, ok, bây giờ mọi người nhìn lại thằng navbar cũng được đúng không? Mọi người thấy chưa? Đấy. Thế vậy thì rất là đơn giản thôi. Như vậy ở đây chúng ta có navbar phẩy UL được nhỉ? Đấy, thế thôi. Đấy, như vậy là ra giữa, được nhỉ? Thì đây, mọi người sẽ thấy là navbar này. Đấy, UL đều có này, đều inherit, được nhỉ? Thấy chưa? Ngon lành cành đào chưa? Nhưng mà ở đây thì trắng chút, nhỉ? Bởi vì là do chúng ta sử dụng thẻ nextlink, nên là ở đấy nó sẽ được gen ra, đấy chính là thẻ A, nên đây sẽ là A. Và color sẽ bằng là FF. Được nhỉ? Text decoration, đúng không? Text gạch decoration đúng không? Sẽ bằng là năm. Đấy. Đấy, như vậy là chúng ta đã có được cái rất là ngon đúng không? Làm thêm tí nữa cho nó hover đi nhỉ. Để có thể vào không ta? Text decoration bằng underline đúng không? Ok, như vậy chúng ta có. Như bạn sẽ bảo là tại sao mình không bỏ qua mấy bước này nhưng mà mọi người cứ chú ý đi. Đấy là lúc mình làm như này thì mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ để ý ra được nhiều thứ đúng không nhỉ? Rồi, bây giờ đấy, bây giờ mình thử qua Dex. Wow, ngon ta. Qua thử profile. Wow. Setting. Wow. Đấy, như vậy chúng ta sắp có một hệ thống rồi đấy. Rồi nhá. Rồi, thì ở video này chúng ta sẽ dừng lại cách là chúng ta sử dụng cái component đấy và chúng ta CS một chút cho cái component đấy, được nhỉ? Thì ở trong video sau chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cái kiến thức của thằng Next.js này nhá. Bye bye mọi người, hẹn mọi người trong video sau. Bye bye, see you again.